Bài viết có tựa đề Thư gửi chị Nguyễn Phương Hằng của Linh Mục Vinh Sơn Đỗ Minh Thăng. Chị Phương Hằng mến, chị khỏe không? Tôi biết chị là một đại gia rất giàu có và nổi tiếng với nhiều vụ bốc phốt, phanh phui, tố cáo nhiều nhân vật nổi tiếng từ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi đến Thủy Tiên. Những nhân vật này đều được nhắc đến trên sóng trực tiếp của chị. Sự thật về việc bốc phốt những nhân vật nổi tiếng này như thế nào thì tôi không mấy quan tâm. Nhưng mấy ngày qua, dân mạng đang loan truyền clip chị lên tiếng về bí tích hòa giải, bí tích giải tội trong đạo Công giáo chúng tôi. Mở đầu clip, chị kể câu chuyện bịa đặt về một tên trộm đến với một linh mục để xưng tội. Anh ta xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp. Sau khi nghe tên trộm xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp xong, linh mục nhận ra rằng tên trộm ăn cắp chính chiếc xe đạp của mình, nên vị linh mục đó nói tục, chửi thề thằng ăn trộm này một cách không thương tiếc. Đây là câu chuyện chị bịa đặt ra để xúc phạm đến đạo của chúng tôi. Lý do tôi nói câu chuyện chị kể là hoàn toàn bịa đặt vì hai lý do. Thứ nhất, nội dung xưng tội không thể tiết lộ. Nếu linh mục nào tiết lộ sẽ bị xử phạt rất nặng. Thứ hai, không có linh mục nào mà lại chửi thề, chửi tục trong tòa giải tội như thế. Mặc dù là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhưng chị lại khẳng định rằng chuyện này có thật nghe quý vị. Cuối câu chuyện chị còn phán một câu chắc nịch: mai mốt đừng đi xưng tội nha quý vị. Chị có biết rằng bí tích giải tội bên đạo Công giáo chúng tôi là bí tích thiêng thánh, để những tội nhân sám hối trở về với Thiên Chúa, để đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của người. Thật tình, tôi không hiểu tại sao chị lại làm chuyện xúc phạm đến đạo Công giáo chúng tôi như thế. Chị làm với mục đích gì vậy? Nếu chị cố tình bịa chuyện xúc phạm đến tôn giáo để câu view, câu like, thì chị thật là trẻ trâu lắm. Năm nay, chị đã tròn 50 tuổi rồi. Chị đâu còn ở tuổi trẻ trâu nữa. Tôi buồn và tiếc cho chị lắm. Tôi mong chị sớm tỉnh ngộ và công khai xin lỗi đạo Công giáo chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu chị biết thành tâm hối lỗi. Tôi rất mong chính quyền và an ninh mạng sớm giải quyết vụ việc xúc phạm đến tôn giáo này. Linh Mục Vinh Sơn Đỗ Minh Thăng. 2000 năm trước, 2000 năm trước, một phiên tòa được mở ra cho Chúa Giêsu và tên cướp Baraba. Ông Pilato đã hỏi dân chúng rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai? Đây là tên cướp, làm dân lành phải khiếp lo. Còn đây Giêsu, người tự xưng là ngôi vua. Ông Pilato lại hỏi dân chúng rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai? Nghe theo bọn tư tế, loài người kết tội Chúa tôi. Thả tên cướp ra, tự do ngay sau phiên tòa. Ông Phi-la-tô muốn Chúa nhận roi nhục hình, nhưng lũ dân cuồng muốn Chúa phải bị đóng đinh. 2000 năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi lên thập giá sau một phiên tòa.
2000 năm sau, nhìn Chúa tôi trên thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Ma-ra-ma. 2000 năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi vì Ngài mang đến sự thật. 2000 năm sau, con quỳ bên cây thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Ba-ra-ba. Phải khiếp lo, còn đây Giê-xu, người tự xưng là ngôi vua. Ông Phi-la-tô đã hỏi dân chúng rằng, trong hai người này các ngươi muốn ta thả ai? Nghe theo bọn tư tế, loài người kết tội Chúa tôi, thả tên cướp ra tự do ngay sau phiên tòa. Ông Phi-la-tô muốn Chúa nhận roi nhục hình, nhưng lũ dân cuồng muốn Chúa phải bị đóng đinh. 2000 năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi lên thập giá sau một phiên tòa. 2000 năm sau, con nhìn Chúa trên thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Ba-ra-ma. 2000 năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa lên vì Ngài mang đến sự thật. 2000 năm sau, con quỳ bên cây thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Ba-ra-ma.